Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta phải ngạc nhiên với những điều kỳ lạ mà không thể giải thích một cách đơn giản bằng lý thuyết được. Trong video này, chúng tôi xin chia sẻ lại những sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra trên khắp thế giới mà vẫn chưa có lời giải đáp hợp lý. Bạn sẽ rất bất ngờ với những sự trùng hợp này đấy. Khi làm video này thì mình tự hỏi rằng liệu mọi thứ trên đời có phải là đều có kịch bản sẵn rồi và chúng ta chỉ đóng bước từng trang trong cái kịch bản đó hay không? Hãy cùng xem video này ngay thế nào! Hai anh em sinh đôi Jim Lewis và Jim Springer. Năm 1939, một người mẹ ở bang Ohio, Mỹ do nghèo khó đã phải cho đi cả hai đứa con trai mới đẻ sinh đôi của mình. Hai gia đình nhận con của bà hoàn toàn không hề biết nhau, chỉ có điểm chung là họ cùng sống ở Ohio. Tuy nhà này không biết nhà kia, nhưng họ đều đặt tên cho con nuôi là Jim. Một là Jim Lewis, một là Jim Springer. Khi còn nhỏ, cả hai cậu bé Jim đều có tật cắn móng tay và rất khó ngủ. Đến năm 18 tuổi, cả hai đều bị bệnh đau nửa đầu và sau này cùng bị bệnh tim và bệnh trĩ. Cả hai có cân nặng giống nhau và đều có quá trình tăng, giảm cân y hệt nhau trong từng năm. Và điều lạ lùng chưa chấm dứt khi hai anh em lớn lên. Tuy người này vẫn không biết gì về người kia nhưng họ đều học ngành cảnh sát, có cùng khả năng trong lĩnh vực vẽ cơ khí, làm nghề mộc. Cả hai anh em đều lấy vợ tên là Linda, sau đó cùng ly hôn. Khi tái hôn, hai người đều chọn vợ có tên là Betty. Khi có con trai, họ đều chọn cái tên James để đặt cho các con. Trong nhiều năm liền, hai anh em Jim đưa vào con đi nghỉ cùng một bãi biển tại bang Florida. Ngoài ra, cả hai đều có sở thích uống duy nhất một loại bia Miller Lite, hút thuốc lá nhãn hiệu Salem, thích xem đua xe và ghét bóng chuyền. Lúc rảnh rỗi, họ tự làm búp bê gỗ trong xưởng nhà. Trong vườn nhà họ đều kê ghế màu trắng. Chưa hết, hai anh em đều nuôi chó và cùng đặt tên con chó là Toy. Cả hai đều lái xe ô tô hiệu Chewy màu xanh đi làm. Vào ngày 9 tháng 2 năm 1979, hai anh em Jim Lewis và Jim Springer lần đầu gặp nhau. Cuối cùng, hai anh em sinh đôi này đều chết cùng ngày do mắc cùng một căn bệnh hiểm nghèo. Sự trùng hợp khó tin giữa hai cố tổng thống Mỹ. Một loạt những điểm tương đồng khó giải thích giữa hai vị cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và John F. Kennedy khiến nhiều người nghi ngờ có bàn tay của số phận sắp đặt, theo Oddy. Cả Lincoln và Kennedy đều có 7 chữ cái. Lincoln vào Quốc hội năm 1846, trúng cử Tổng thống năm 1860. John F. Kennedy vào Quốc hội năm 1946, đắc cử Tổng thống năm 1960, đúng 100 năm sau đó. Cả hai đều đánh bại một phó tổng thống đương nhiệm và đặc biệt quan tâm tới các quyền dân sự. Phu nhân của hai ông đều sẩy thai trong thời gian sống tại Nhà Trắng. Những kẻ thù ác ám sát hai ông vào ngày thứ Sáu và đều bằng những viên đạn nhắm thẳng vào đầu. Kẻ ám sát Lincoln là John Wilkes Booth, sinh năm 1839, còn Lee Harvey Oswald giết hại Kennedy, sinh năm 1939, tức là cách nhau tròn 100 năm. Tên của cả hai sát thủ đều có 15 chữ cái. Booth chạy trốn từ nhà hát và bị bắt trong một nhà kho, còn Oswald tẩu thoát từ nhà kho và sa lưới tại nhà hát. Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy, còn thư ký của Kennedy tên là Lincoln. Cả hai đều có phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson và cũng chính là người thừa nhiệm hai ông sau vụ ám sát. Andrew Jackson kế nhiệm Lincoln sinh năm 1808 và Lyndon Johnson kế nhiệm Kennedy sinh năm 1908. Tên của cả hai đều có 13 chữ cái. Thi thể trong con lạch. Một thi thể đã được tìm thấy trong một con lạch ở một tiểu bang Hoa Kỳ. Một phóng viên sau khi tiếp nhận đã đi xung quanh khu vực tìm hiểu xem có việc gì đã xảy ra, và đó là khi cô phóng viên này tình cờ gặp được một người đàn ông tên là Matthew. Người này sống gần ngay con lạch nơi xảy ra vụ việc. Người phóng viên này đã trao đổi về việc phát hiện xác chết tại đây thì người đàn ông tỏ ra rất bất ngờ, còn chia sẻ rằng dù sống gần đây nhưng anh ta không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra tại con lạch ấy. Ông ta còn chia sẻ rằng thật buồn khi nghĩ đến việc người phụ nữ đó có thể là con gái hay là mẹ của một ai đó, người thân còn sống chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng điều đáng sợ là sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện xác chết trong lạch nước lại chính là mẹ của Matthew, người được phỏng vấn kỳ trước. Mọi người lúc này mới rùng mình khi nhớ lại những điều mà Matthew đã nói trước đó. Matthew còn nói đó chỉ là điều ngẫu nhiên. Khi trả lời phỏng vấn, ông ta đã không biết người mà cô phóng viên nhắc tới chính là mẹ mình. Và ông ta nghĩ rằng chắc đã có lũ sát nhân nào đó sau khi giết bà mẹ đã đem xác bà ấy đến giấu ở nơi hẻo lánh ít người biết, còn bản thân mình không liên quan gì đến cái chết của mẹ. Tuy nhiên, các cảnh sát đã phát hiện ra một tấm bạt xanh giống hệt tấm bạt bọc xác chết ở nhà kho của ông ta. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt ông ta. Hắn ta không thể đưa ra một bằng chứng ngoại phạm thuyết phục trong thời gian tử vong của người mẹ. Thậm chí miếng bạt đó còn được đưa ra làm bằng chứng chống lại ông ta trước tòa. Cuối cùng, tòa án đã tuyên phạt ông ta 14 năm tù vì hành vi giết người. Nhưng đến phút cuối, ông ta vẫn không hề thừa nhận hành vi giết mẹ của mình. Đôi khi con người mới chính là giống loài đáng sợ nhất, máu lạnh nhất và đáng buồn là không có tình người nhất. Chiếc xe lời nguyền. Vào tháng 9 năm 1955, diễn viên Hollywood đăng lên thần tượng của phái nữ là Jane Berentine tử nạn ngay trong chiếc xe thể thao Porsche 550 Spyder của mình. Chưa hết, chiếc xe còn là thảm họa cho những ai dám đến gần nó. Ví dụ, khi đưa chiếc xe ra khỏi nơi tai nạn đến gara sửa chữa, động cơ bất thần trượt ra ngoài, rơi trúng chân một thợ máy, biến anh này thành phế nhân. Rồi vị bác sĩ mê đua xe Joyce Henry mua động cơ của nó về lắp vào xe đua của mình, cũng bỏ mạng không lâu sau đó trên đường đua. Mua lại với chiếc xe với giá rẻ như cho, tay đua William S. Christ cũng chịu chung số phận tử nạn trên chiếc xe của mình. Khi người ta đem chiếc Porsche đi sửa chữa, nó lại làm cho gara cháy rụi hoàn toàn. Tuy vậy, chiếc xe lời nguyền vẫn được đem ra trưng bày ở trường trung học Sacramento. Lần này, nó trượt khỏi điểm trưng bày, làm vỡ xương hông của một khách tham quan. Khi xe được chuyển đến Oregon, rơ móc chở nó bắt đầu tách ra, đâm sầm vào một cửa hiệu và làm vỡ nhiều thứ bên trong. Cuối cùng năm 1959, chiếc xe bất ngờ rã thành 11 phần khi nằm trên giá đỡ bằng thép dù chẳng có ai động đến nó. Đúng là không phải mê tín, nhưng mà chuyện tâm linh thì không đùa được đâu. Khó có thể giải thích hiện tượng trên theo khoa học đúng không cả nhà? Con số 21 của vua Louis XVI. Hồi ngài còn rất nhỏ, một nhà chuyên tinh đã cảnh báo vua Louis XVI của nước Pháp là phải hết sức thận trọng với ngày 21 của mỗi tháng. Nghe lời, nhà vua không bao giờ đi làm việc hay là đi xa vào những ngày này, nhưng vận xui tận mạng vẫn đến với ông, không phải một mà là đến 3 ngày 21. Ngày 21 tháng 6 năm 1791, sau khi nổ ra cuộc cách mạng Pháp, vua Louis và hoàng hậu Maria Antoinette bị bắt tại Varens trong lúc đang trên đường trốn khỏi đất nước. Ngày 21 tháng 9 năm 1791, nước Pháp bãi bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến và trở thành nước Cộng hòa. Nhà vua coi như hết đường tái lập ngôi báu. Và cuối cùng là ngày 21 tháng 1 năm 1793, vua Louis XVI bị hành hình trên mái chém và sau đó là hoàng hậu. 2 lần cứu được cùng một đứa trẻ. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên vị anh hùng ngoài đời thực tay không cứu được cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất rồi đúng không nào? Sự việc này mới thật tuyệt vời, vi diệu và khó tin đến nhường nào. Thế nhưng trong lịch sử còn từng xảy ra một câu chuyện nghe chừng còn khó tin hơn khi mà có một người đàn ông 2 lần cứu được cùng một đứa nhỏ rơi từ trên tầng cao xuống. Vào đầu những năm 1930 tại Detroit, Mỹ, một sự trùng hợp khó tin đã xảy đến với người đàn ông có tên là Joseph Ficklock, một công nhân quét dọn đường phố làm việc tại cơ quan công trình công cộng Detroit. Năm 1937, Ficklock đang dọn dẹp một con hẻm ở trên đường John R, Detroit thì bất ngờ một bé gái rơi từ cửa sổ tầng 4 của một tòa nhà xuống trúng vào đầu và vai của ông. Vụ tai nạn khiến cả hai người đều bị thương nhưng may mắn là đứa trẻ vẫn giữ được tính mạng. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như một năm sau điều tương tự xảy ra. Cũng là đứa trẻ ấy lại một lần nữa rơi khỏi cửa sổ và cũng tình cờ lúc đó Ficklock cũng đi ngang qua con đường đó. Một lần nữa, người đàn ông này đã cứu mạng đứa trẻ và lần này khó tin hơn là người đàn ông đã bắt trọn được đứa bé trong tay mà trên người của cả hai đều không bị hề hấn gì. Từ đó người ta gọi ông là người đàn ông nam châm hút trẻ con. Đứa bé đó phải nói là quá may mắn. Gia đình này đúng là phải xin nhận người đàn ông kia là bố đỡ đầu cho đứa bé này ngay ấy chứ. Putin. Không ai dám chắc hiện tượng luân hồi chuyển kiếp có thật hay không. Đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến hiện tượng kỳ bí này khiến nhiều người không khỏi tò mò và quan tâm. Trên thế giới có một số nhân vật sở hữu ngoại hình giống hệt, thậm chí như 2 giọt nước với một số người từng sống trong quá khứ, khiến người ta tin rằng những người này có thể đã sống qua hàng thế kỷ. Vậy liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị hay là thật sự nó có tồn tại luân hồi và chuyển kiếp? Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng 3 bức ảnh này đều chụp Tổng thống nước Nga Vladimir Putin ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, nhưng thực tế là hoàn toàn trái ngược. Trong 3 bức ảnh trên, chỉ có người đàn ông ở năm 2015 là Tổng thống Vladimir Putin, còn 2 người đàn ông còn lại là năm 1920 và năm 1941, là 2 người hoàn toàn khác. Họ là những người lính Nga sống cách đây cả thế kỷ nhưng lại có mắt, mũi, miệng giống ông Putin như đúc. Trong thực tế, những người ủng hộ quan điểm trên nói rằng ông Putin chắc chắn là nhân vật bất tử, đã bàn tán về câu chuyện vị Tổng thống của họ là một sinh vật huyền thoại, vốn đã cư trú trên hành tinh này hàng trăm năm, nếu không muốn nói là hàng ngàn năm. Trang Disclose TV cho biết, mặc dù đây chỉ là câu chuyện cho vui nhưng cũng từng xôn xao mạng xã hội một thời. Bảo sao Tổng thống Nga phải bầu cử Putin? Cảm xúc của bạn ra sao sau khi xem video này? Bạn có thấy bất ngờ với những thứ trùng hợp đến khó tin trong cuộc sống này chứ? Bạn có thể kể cho mọi người cùng nghe những sự trùng hợp mà bạn từng chứng kiến trong cuộc sống này được hay không? Đừng quên like và share nếu thấy video này hay nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.